Chiều nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Huyện ủy huyện Tương Dương được điều động phân công và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghi Hiếu. Trao quyết định tặng hòa chúc mừng tân Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghi Hiếu ghi nhận quá trình 34 năm công tác ở miền núi của đồng chí Nguyễn Văn Hải. Đồng chí đánh giá cao kinh nghiệm, quá trình trưởng thành của đồng chí Nguyễn Văn Hải, dù ở bất kỳ vị trí nào cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhấn mạnh nhiệm vụ mới rất quan trọng, có đặc thù riêng và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghi Hiếu đề nghị tân Phó trưởng ban sớm bắt tay vào công việc, cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ban nội chính.